Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video khám phá về răng sứ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là liệu răng sứ có gây kích ứng hay không nhé. Đây là một cái vấn đề mà nhiều người lo lắng. Hãy cùng khám phá nguyên nhân và giải pháp răng sứ có thể gây kích ứng nếu không được lắp đặt đúng cách hoặc nếu bạn không duy trì vệ sinh răng miệng tốt. Dưới đây là những nguyên nhân và cách giải quyết vấn đề này. Lắp đặt răng sứ không chính xác. Nếu mà răng sứ không được lắp đặt chính xác thì có thể gây ra sự ma sát, gây áp lực, gây kênh cộm, dẫn đến viêm lợi, dẫn đến kích ứng. Để tránh điều này thì hãy lựa chọn phòng khám uy tín và bác sĩ có kinh nghiệm. Thứ hai là vệ sinh răng miệng không đúng cách. Việc không vệ sinh răng miệng đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây kích ứng nếu lợi. Hãy đảm bảo rằng bạn chải răng đều đặn, sử dụng chỉ nha khoa định kỳ, dung dịch nước xúc miệng và tăm nước để duy trì răng miệng. Dị ứng với vật liệu, mặc dù rất hiếm nhưng một số người có thể bị dị ứng với vật liệu làm răng sứ. Và nếu bạn có dấu hiệu kích ứng như viêm lợi kéo dài, viêm níu kéo dài, hãy gặp bác sĩ để kiểm tra và thay đổi vật liệu nếu cần thiết. Lợi ích của việc xử lý và phòng tránh kích ứng, nó là duy trì sức khỏe của níu. Xử lý và phòng tránh kích ứng níu giúp bạn duy trì sức khỏe của níu của lợi, đảm bảo răng sứ luôn chắc chắn và bền bỉ. Thứ hai là tăng cường sự thoải mái. Khi không bị kích ứng thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn với răng sứ của mình rất nhiều, tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Thứ ba là bảo vệ đầu tư. Bằng cách chăm sóc và bảo vệ răng sứ đúng cách thì bạn sẽ bảo vệ được đầu tư của mình, duy trì nụ cười đẹp và tiết kiệm chi phí cho việc sửa chữa. Và nếu bạn lo lắng về việc răng sứ gây kích ứng, hãy đến phòng khám bác sĩ Cường. Chúng tôi sẽ kiểm tra và lắp đặt răng sứ của bạn chính xác, cung cấp cho bạn những hướng dẫn chăm sóc răng miệng đúng cách. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận những ưu đãi đặc biệt và tư vấn miễn phí từ bác sĩ Cường. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ tìm hiểu là liệu rằng răng sứ có gây hôi miệng hay không. Bạn có bao giờ gặp phải vấn đề này? Hãy đón xem video vào ngày mai và đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi nhé.